Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ năm tuần thánh. Chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, ba ngày cao điểm nhất của tuần thánh. Chúng ta cử hành các mầu nhiệm cao trọng của đời sống đức tin chúng ta. Chúa Giêsu ngài bước vào cuộc khổ nạn, ngài chết và sau ba ngày ngài phục sinh. Kính thưa ông bà và anh chị em, trong ngày thứ năm tuần thánh này sẽ có hai thánh lễ. Thánh lễ vào ban sáng gọi là thánh lễ làm phép dầu. Đức giáo mục cùng với linh mục trong giáo phận, anh chị em giáo dân sẽ quy tụ về nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ làm phép dầu. Nhưng mà thánh lễ làm phép dầu cũng có thể được cử hành trước và cử hành ở những nhà thờ khác nhau, tùy vào nhu cầu và sự sắp xếp của Đức giáo mục giáo phận làm sao cho thuận tiện. Nhưng thánh lễ này sẽ không làm quá sớm, được mời gọi làm gần ngày đại lễ Chúa phục sinh. Trong thánh lễ dầu, Đức giáo mục sẽ thánh hiến và làm phép dầu dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và thánh hiến dầu thánh, ba loại dầu khác nhau. Dầu này sẽ được sử dụng trong đêm vọng phục sinh với việc cử hành các bí tích gia nhập Kitô giáo cho những anh chị em dự tòng. Và dầu này sẽ được các cha, đặc biệt các cha xứ mang về
để thay dầu cũ, dầu của năm trước trong việc cử hành bí tích trong suốt một năm sắp tới. Và trong thánh lễ làm phép dầu này thì các linh mục cũng đọc lại lời tuyên hứa vâng phục Đức Giáo Mục, lặp lại các lời tuyên hứa khi đã chịu chức linh mục. Và kính thưa ông bà và anh chị em, thánh lễ làm phép dầu, các linh mục trong toàn giáo phận sẽ quy tụ xung quanh Đức Giáo Mục như là ngày nhắc nhớ về chức vụ linh mục mà Chúa ban cho, ngày sinh nhật của các linh mục, ngày của niềm vui đối với các linh mục. Còn thánh lễ ban chiều, từ 3 giờ chiều đổ đi, đó lẽ là thánh lễ tiệc ly, hay một số nơi gọi là thánh lễ rửa chân. Trong thánh lễ này, giáo hội nhắc nhớ cho chúng ta việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu thiết lập chức vụ linh mục và Chúa Giêsu ban điều răn mới. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và cử chỉ trong thánh lễ này đó là vị chủ tế, thường là cha xứ, sẽ cúi xuống rửa chân cho những người đại diện của cộng đoàn. Nghi thức rửa chân thể hiện vai trò phục vụ của vị mục tử, người đại diện của Chúa Kitô ở trong cộng đoàn. Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, ngày thứ năm tuần thánh là ngày mà chúng ta khi tham dự thánh lễ làm phép dầu của Đức Giám Mục hay là thánh lễ tiệc ly ban chiều, chúng ta thấy toát lên đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, dành cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu Ngài đã thiết lập các bí tích để như là một cái kênh ban những ơn cần thiết cho chúng ta. Và dầu thánh, dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh được sử dụng trong việc cử hành các bí tích không gì khác hơn đó là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua những ân huệ mà Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các bí tích với tất cả lòng tin trong đời sống Kitô hữu của mình, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Đặc biệt là bí tích thánh thể, chúng ta vẫn gọi đó là bí tích của tình yêu. Chúa Giêsu Ngài đã hiến mình cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Thịt và máu Ngài nuôi dưỡng chúng ta trong hành trình tiến về quê hương nước trời. Bánh trở nên thịt của Ngài và rượu trở nên máu của Ngài. Chúa Giêsu Ngài hy sinh đến tận cùng. Ngài muốn ở lại với chúng ta, Ngài muốn nuôi dưỡng chúng ta, Ngài muốn nên đồng hình đồng dạng với chúng ta. Khi chúng ta rước mình máu thánh Ngài trong thánh lễ,
Chúng ta trước lấy chính Chúa Giêsu vào trong linh hồn con người của chúng ta. Đó là gì nếu không phải là tình yêu mà Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô dành cho chúng ta? Bí tích của tình yêu. Và khi Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục thì đó cũng là bí tích của tình yêu. Chúng ta thấy bí tích chuyển chức thánh được gọi là bí tích phục vụ cộng đoàn. Chức linh mục có đó không phải vì cá nhân của người linh mục, không phải của những người thân yêu, những người thân quen, những người ruột thịt trong gia đình của linh mục, không. Đó là bí tích phục vụ cộng đoàn. Đó là bí tích phục vụ dân của Chúa. Linh mục là tư tế để phục vụ dân của Thiên Chúa, lo cho dân của Thiên Chúa, hướng dẫn dân của Thiên Chúa. Cho nên tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, dành cho con cái của người qua việc Ngài thiết lập chức vụ linh mục, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó khi làm nổi bật lên thừa tác vụ linh mục, điều mà các ứng viên linh mục lãnh nhận khi họ chịu chức. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục chúng tôi, và đặc biệt cầu nguyện cho cha xứ của quý ông bà và anh chị em có thể sống trọn vẹn thiên chức linh mục, thiên chức cao trọng mà Chúa dành cho dân của Chúa. Qua bàn tay linh mục, bánh trở lên thịt của Chúa Giêsu, rượu trở nên máu của Chúa Giêsu để nuôi dưỡng đoàn dân của Chúa. Qua việc cử hành các bí tích của các linh mục mà dân của Chúa được lãnh nhận ân sủng và những ơn cần thiết trong hành trình tiến về quê hương nước trời. Và đặc biệt là chúng ta được mời gọi nhắc nhở ghi nhớ điều răn mới của Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đó là điều răn yêu thương. Cử chỉ người linh mục, người chủ tế thường là cha trinh sứ quỳ xuống rửa chân cho đại diện cộng đoàn dân Chúa là cử chỉ của phục vụ, cử chỉ của chính Chúa Giêsu phục vụ nhân loại, phục vụ mỗi người chúng ta. Đó là cử chỉ của hội thánh cúi xuống để chăm sóc cho con cái của mình và mời gọi con cái của mình nhớ lại lời của Chúa Giêsu, điều răn mới mà Chúa Giêsu ban cho, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã cúi xuống rửa chân cho từng tông đồ một, từng tông đồ một, và Ngài ban điều răn mới ấy cho chúng ta là môn đệ của Ngài. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Cho nên anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Cho nên kính thưa ông bà và anh chị em, ngày thứ năm tuần thánh này là ngày của tình yêu. Tất cả các cử hành phụng vụ, tất cả những điều mà giáo hội mời gọi chúng ta ngước nhìn lên các cử hành ấy, việc thánh hiến dầu, việc mà Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu thiết lập chức vụ linh mục, Chúa Giêsu ban cho điều răn mới, đó đều vì tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, dành cho mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trong ơn gọi của mình, trong chỗ đứng của mình, ở trong lòng của hội thánh, chúng ta biết yêu như Thầy đã yêu chúng ta. Chúng ta biết yêu như Chúa
đã yêu chúng ta. Xin Chúa Giêsu là Đấng đã bước vào cuộc khổ nạn vì tình yêu nhân loại, yêu mỗi người chúng ta. Ngài đã ở lại với chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta qua mình máu thánh người. Ngài đã phục vụ và ban ơn sủng dồi dào cho chúng ta qua thừa tác vụ linh mục và phục vụ chúng ta khi cúi xuống rửa chân cho chính chúng ta và mời gọi chúng ta hãy sống đời sống phục vụ ấy. Xin Ngài ban thêm sức mạnh và cho chúng ta lòng can đảm để chúng ta sống tình yêu trong lòng hội thánh, để chúng ta sống tình yêu trong môi trường và ơn gọi của mỗi người chúng ta. Có thể cử chỉ yêu thương, cử chỉ phục vụ của mỗi người chúng ta dành cho anh chị em của mình rất cụ thể trong ơn gọi của mình, trong chính môi trường gia đình. Đó có thể là những người thân yêu của chúng ta, đó có thể là những người trong cộng đoàn của chúng ta, những người vợ, người mẹ, những người chồng, người cha, người ông, người bà, người con, người cháu. Cử chỉ phục vụ trong gia đình và cử chỉ phục vụ ra bên ngoài của gia đình hội thánh nữa và gia đình của cộng đồng nhân loại. Lòng cảm ơn ông bà và anh chị em, và kính chúc ông bà và anh chị em với ngày thứ năm tuần thánh chúng ta sống tam nhật thánh trong tình yêu thương, trong lòng mến, trong tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa của chúng ta Đức Giêsu Kitô chết và sống lại vì yêu nhân loại, yêu chính mỗi người chúng ta. Amen.